Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Dế anh làm nhà. Trên cánh đồng nọ, có gia đình nhà dế cơm sống với nhau rất vui vẻ. Mỗi ngày khi ba mẹ đi làm, dế anh và dế em luôn cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Thời gian dần trôi qua, hai đứa trẻ ngày càng lớn và ngôi nhà dần trở nên chật chội. Ba mẹ nghĩ đã đến lúc hai anh em con nên tự đi tìm nơi xây một ngôi nhà cho riêng mình rồi đó. Đây cũng là cơ hội để các con trưởng thành và sống tự lập. Ba tin các con sẽ làm tốt thôi. Dạ, chúng con nhất định sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu ạ. Ba mẹ ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe. Lúc nào có nhà mới, chúng con sẽ trở về mời ba mẹ qua chơi. Hai anh em nhà dế cơm tạm biệt ba mẹ, mang theo đồ ăn, nước uống, một cái xẻng xúc đất rồi lên đường. Dế em nè, anh sẽ chọn một gò đất cao, xây một cái hang thiệt rộng, mở thiệt nhiều cửa sổ ra cánh đồng để tha hồ đón gió. Sức khỏe của em kém hơn anh, nên em không mong ước nhiều đâu. Em chỉ muốn đào một cái hang vừa đủ cho mình ở mà thôi. Sau một buổi đi xem xét vài nơi, hai anh em dế cơm đã tìm được chỗ và bắt tay vào đào hang. Dế anh hăm hở đào một chiếc hang to, nhưng mới đào được một lát, nó gặp phải khối đá to chắn ngang. Bực mình gì đâu á, đang làm hăng thì có kẻ phá đám. Được rồi, ta sẽ bẫy chú mày ra khỏi đây. Dám cản đường đào hang của ta hả, tảng đá cứng đầu kia. Hò vô ta nào, hò vô ta nào. Mệt quá, thôi mình đành chuyển qua đào hướng khác vậy. Khổ nỗi, dế anh đào tới đâu cũng gặp đất cứng. Sau một ngày đào bới, dế anh nhìn lại cái hang của mình chẳng ra hình thù gì cả. Đất ở đây xấu quá, mình không thèm làm nhà nữa, đi ở bờ bụi được rồi. Khác với dế anh, dế em chỉ đào một chiếc hang nhỏ. Nó làm thật thận trọng, kiên trì từng chút một, mỗi ngày đào một ít một ít. Khi gặp đất cứng, nó đào chậm lại để chờ trời mưa cho đất mềm hơn. Những khi gặp đá to, dế em chạy đi nhờ mấy người hàng xóm sang giúp bẫy đá đi. 1, 2, 3, cố lên mọi người. À, thành công rồi. Cứ thế, cuối cùng dế em cũng hoàn thành ngôi nhà. Dế em đứng ngắm ngôi nhà khang trang của mình, lòng tràn đầy niềm vui. Chúc mừng bạn đã có nhà mới, mùa đông này ấm áp rồi nghen. Về phần dế anh, thấy dế em làm xong nhà, nó chợt buồn tủi. Nó đi lang thang rồi chui vào một bụi cỏ lau nằm nghỉ. Được một lát, nó bỗng nghe có tiếng loạt xoạt rất gần mình và thấy một chú chim sâu đang sục sạo kiếm mồi. Trời ơi, nguy hiểm quá! Mình mà không tìm chỗ trốn thì không khéo bị chim sâu xôi tái mất. Nhưng trốn ở đâu bây giờ? Phải rồi! Quảng hốt, dế anh phóng thiệt nhanh về nhà của dế em tá túc qua đêm. Nhìn chiếc hang của em, nó quyết tâm sáng hôm sau sẽ bắt đầu lại công việc xây nhà của mình. Từ hôm nay, anh sẽ chăm chỉ và kiên trì đào hang để có được ngôi nhà mới như em. Nhất định anh sẽ sớm đón ba mẹ và em qua chơi nha. Bé có bao giờ gặp phải những khó khăn khi học tập hay làm một việc gì đó chưa? Những lúc như vậy bé sẽ làm gì? Bé chớ vội nản lòng như dế anh trong câu chuyện trên nha. Hãy kiên trì vượt qua những cản trở. Việc gì ngoài sức mình, bé có thể nhờ ba mẹ, bạn bè và những người xung quanh giúp một tay.